Xin chào các bạn nhé. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn một ngày mới. Hôm nay thì mình chia sẻ cho các bạn một cách để mình ở trên mình thì có hai ghế các bạn này. Đấy, đây là cái ghế sofa nhé của mình. Thì nói chung là ghế này nó cũng sử dụng lâu ấy, nên là bây giờ nó sẽ bị rách ấy. Thì bây giờ mình cũng nhân tiện là mình vá nó lại và chia sẻ cho các bạn xem nhé. Thì giờ mình quay cái cảnh ghế rách cho các bạn này. Đây các bạn này, đây là cái chỗ tựa lưng nhé. Cái chỗ tựa lưng của ghế này nó rách hết các bạn. Đấy, nó rách như này. Thì bây giờ là mình sẽ chia sẻ cách để vá lại đây các bạn này. Nó rách quá rồi này. Đấy. Còn đây là cái bữa trước mình đã vá cái chỗ ngồi này. À, rất kỳ ok các bạn ạ. Thì ngồi rất lâu rồi cũng không bị làm sao cả. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ để vá chỗ này nhé. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ các bạn cách vá như nào thì các bạn cùng theo dõi nhé. Đây để vá được cái này các bạn nhé. Đây là cái nguyên liệu mà để mình để vá này. Mình chọn một cái tấm vải lót chuột. Đấy, cái tấm lót chuột này các bạn không có tấm lót chuột các bạn vá một cái khác cũng được, mà một cái chổi này các bạn này, chổi sơn nhé, nước này và keo 502 nhé. Thì bây giờ mình sẽ vệ sinh cái phần trên của này này, vệ sinh cái này để cho nó gọi là sạch, vừa sạch này vừa nó mình khi mình dọn keo 502 cái nó vừa đỡ tốn ý. Vì là mình mà không vệ sinh ẩm đi thì cái keo 502 này nó sẽ nhanh khô ý. Nên là sẽ rất chi là tốn nhiều keo 502 các bạn. Đấy. Sau khi mình vệ sinh xong rồi. Rồi. Thế là sau khi mình đã dùng nước mình bôi nhá, thì bây giờ mình dùng cái miếng lót chuột này và keo 502 này. Đây, bây giờ cái này thì rách như này thì mình sẽ vá ngang các bạn. Vá ngang này. Mình sẽ ướm từ đây. Đấy, ướm ở đây, lên đây. Để mình kéo thử lên. Đấy, nó như thế này. Thì mình xem sao cho cân nhá. Rồi, cân như thế này bây giờ mình sẽ rõ keo 502. Đấy, mình cứ rõ keo 502 các bạn nhá. Mình cứ bôi vào đây. Bôi những cái phần nào mà mình muốn dán ấy. Rồi sau đó các bạn ướm vào đây, các bạn dán nó lại. Ở đây nhà mình nó hơi ẩm ẩm thì các bạn thông cảm nhé. Phần nào chưa dính thì bạn lại bôi thêm vào. Với cách vá này thì các bạn ạ, mình khôi phục được cái ghế này nó sử dụng rất tốt các bạn nhé. À, đến cái phần này các bạn thì nó cũng hơi khô vá nhé, nhưng các bạn cố gắng. Đây, phần này thì nó ốp như này các bạn này. Thì mình đã vận người ghế ra ấy. Bây giờ mình sẽ định hình lại. Mình vẫn sẽ bơm vào đây nhé các bạn nhé. Mình rõ tự. Đấy, các cái sườn này thì các bạn cũng rõ keo 52 vào. Bởi vì làm sao mình vá được, bởi vì là cái ghế này ý, các bạn mua ở mượn cái miếng dán cái da mà người ta vẫn bán trên mạng ấy, về thì cũng dán được nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ không bền bằng cái da cũ được. Chưa.
Mày à, hút một người bố mày. Phạt đi. Phạt đi. Ôi, đi về camera đi rồi. Còn về cái phần bụng các bạn, các bạn phải vật ngửa ghế ra. Các bạn vật năm ghế ra thì các bạn dán như này. Các bạn giữ lại một chút này cho nó. Đây là cái ghế sau khi mình đã vá xong các bạn này. Nó nói chung thì nó là đồ vá lại thì nó sẽ không được đẹp bằng đồ mới các bạn ạ. Nhưng mà thực sự là mình cảm thấy là rất chi là chắc chắn các bạn. À, chắc chắn vô cùng, các bạn có tựa thoải mái cũng không bị nhá. À, mình vá lại, còn đây cái đế này này. Đây, toàn bộ cái ghế là mình đã khôi phục từ cái mặt ngồi này. Đấy, cái đế ngồi này. Và đây là cái chỗ tựa lưng mà rách như thế thì mình bây giờ mình đã dùng một miếng nốt chuột mình vào đây rồi. À, cảm tưởng là rất ok các bạn. Đây là cái ghế các bạn ạ, mình đã vừa vào sóng nhá. Đây cái chỗ ghế này thì mình vào hôm trước rồi, mình đã quay cho các bạn rồi. Còn đây là cái thành này các bạn, thành đỡ lưng nhá, mình vừa vào xong thì chắc chắn vô cùng các bạn ạ, ngồi sẽ không bị bật đâu nhá các bạn nhá. Thì cách vá như này thì mình muốn chia sẻ cho các bạn, thì các bạn tận dụng để khôi phục lại những cái ghế của các bạn nhá, và bị rách như của mình này. Thì video này mình cũng xin chia sẻ như thế thôi. Thì các bạn thấy video của mình mà hữu ích ý, mà hay ý, thì các bạn chia sẻ và áp dụng nhé. Còn bạn nào có cách nào vá hay hơn nữa thì chia sẻ cho tất cả mọi người xem nhé. Đây mình có thử này. Ok các bạn. Đấy, nhưng mà rách thì không đẹp. Đây như cái bên này nó cũng rách này. Mình sau mình sẽ vá tiếp. Đấy. Chắc chắn không các bạn. À. Khá đẹp các bạn. Rồi nhá. Mình cảm ơn các bạn. Chào các bạn nhá.
Yeah.